Sau khi mà bỏ chân vịt vào trong nồi nước rồi thì các bạn nhớ cho thêm một chút muối. Hoặc là bột canh cũng được. Chỉ đơn giản thế thôi. Và các bạn sẽ đậy vung vào đun sôi. Có thể cho thêm các loại rau củ quả vào để luộc luôn. Ví dụ như ở đây là có một chút su hào và măng sạt. Măng sạt ở đây là đặc sản của Tây Bắc. Hai cái đĩa. Nhỏ một cái thôi. Rồi tôi cất một cái này một cái. Cái đấy đổ mỡ vào trong cái túi kia kìa. Là con lấy giấy vệ sinh, con lấy giấy vệ sinh con thấm. Mang đĩa măng ra cho mẹ. Chắc con vẫn phải lấy đĩa to kia để cho mẹ đựng ấy rồi. Đựng gà rồi, không thì không thể đủ. Có mang cái ba lô của thật về không anh? Mẹ mang ba lô để thuốc cho em. Thank you.
cái bát súp chấm ra đây. Bát súp chấm chân vịt đấy. Cứ để đấy cho mẹ, trứng mẹ tí mẹ làm video khác. Lấy bát ra xếp bát ăn cơm này. Ra con quạt đấy đi. Con đi đó. Quạt bật quạt lên cho nó mát đi. Cho mẹ xin kiếm muôi. Dạ vâng. Muôi lấy thịt kìa. Tí nữa mẹ sẽ quay riêng măng với lại là cái bát chấm. Chồng ơi, bê của em cái nồi canh đổ vào bát canh của em tí. Cái canh có mẹ với măng để con để riêng cho cô nhá. Không, bỏ luôn đấy. Bây giờ Hà Vi quay cho mẹ cái. Rồi. Cái chỗ đấy con ấy mẹ dùng làm gì hay là để con? Không, cái đấy là đựng nước, tí nó phải rửa máy. Ơ, vì sao đựng nước rồi rửa máy hả? À, đựng cá sống.